Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với FIFA E-Challenger Series. Và tỷ số hiện tại đang là 2-1 tạm nghiêng bên phía của Việt Nam Golden Star. Nhưng đây là trận đấu thứ tư rồi và chúng ta sẽ tung ra con bài, đó là Griffin đối đầu với bên kia là một influencer, là anh chàng Kosanam. Rồi, một anh chàng mà cũng đã có thể hiện được một chút, rõ ràng anh ta là một trong những người mà thi đấu sau giúp rồi về chỉ độ chuyên môn. Nhưng Griffin thì trong trận đấu vừa rồi, Griffin cũng đã chia sẻ rằng anh dành thời gian để quan sát anh ta di chuyển ở trên sân. Và ngay bây giờ khi mà phải soạc vương là Griffin thì rất có thể khốt xa nam sẽ trở thành khốt xa nữ. Đổi rồi, chúng ta đã đổi chiến thuật một chút rồi. Khi mà lần này thì Zidane sẽ đá cặp với Toni Kroos ở vị trí trung tâm. Tuyến trên, vẫn như vậy, tuyến trên vẫn là Crespo, Công Phượng với Ronaldo. Vẫn vậy thôi, bên bạn thì vẫn là Terasin đang đa và nhiều khả năng vẫn sẽ bị bắt bài bởi Đặng Văn Lâm. Và chúng ta đang đến với một sân vận quen thuộc và phía bên tay trái đó là Griffin của Việt Nam. Bên tay phải là Kosanam của Thái Lan, trận đấu bắt đầu rồi, Zappacosta được sử dụng. Chúng ta có thể thấy rằng rất bình tĩnh, tuy nhiên Griffin có vẻ như muốn đánh chủ luôn. Có bàn thắng sớm này, đây rồi, Toni Kroos, cửa lòng, cửa lòng! Cờ rít. Vâng, rõ ràng Cờ rít Phan là người cầm và Toni Kroos là người dứt điểm. Tuy nhiên trước đó thì Cristiano Ronaldo là người kiến tạo. Ui giời, mượn rất nhiều Cờ rít trong một tình huống Cờ rít. Quá nhiều cờ luôn. Và 1-0. 1-0 rồi. Đó là pha đánh phủ đầu, đánh vỗ mặt của Cờ rít Phan và nó mang lại bàn thắng mở tỷ số dành cho đội tuyển Việt Nam. Và hãy nhớ đây là trận đấu 1v1 mà thôi. Chúng ta sẽ không cần phải phối hợp với ai cả mà chính chúng ta sẽ làm chủ cái trận đấu này. Ấy. Đặng Văn Lâm, rồi, rất chắc cú. Và Toni Kroos, ngày hôm nay rõ ràng sự xuất hiện của Toni Kroos đã mang đến phương án cho chính Chris Devil Gamer. Zidane, đường chuyền dành cho Ronaldo. Ronaldo bên trong có đội không? Vâng, Ronaldo thì trong tình huống rồi anh hơi bị gò vấp. Rõ ràng là Chris thì những đang ở gò vấp thì phải. Đó, đường chuyền ngắn chứ không phải là một pha căng ngang hay là một tình huống chuyền mạnh vào phía trong, rất đáng tiếc. Còn với bên phía Thái Lan thì họ có một tuyển thủ hơi vô hình là Terasin Dangda. Việt vị luôn. Vâng, Son Heung-min là người đã việt vị. Tiếp tục nào. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tình huống tiếp theo, những diễn biến tiếp theo. Zappacosta. Nguyễn Công Phượng. Son Heung-min. Terasin Dangda. Terasin Dangda. Rút Gullit. Kiatisak làm gì đấy? Vâng. Cựu cầu thủ của Ai Gia Lai khi đối đầu với Văn Lâm thì cũng khá là ngọng. Rõ ràng là bây giờ thì Kiatisak thì anh đã già rồi, anh chuyển sang sự nghiệp huấn luyện rồi. Anh ở trên sân thì Ở đây Công Phượng. Phượng ơi. Hơi tiếc là Công Phượng vừa rồi thì cũng muốn cho Kiatisak và anh em bên đấy là một cơ hội, không muốn tạo thêm sức ép. Cú dứt điểm chéo góc, đánh ra sút luôn từ nhịp trước. Đó. Ui này, cái lúc mà kia tí sắc huấn luyện viên Hoàng Gia Lai thì Công Phượng là tuyển trẻ đúng không nhỉ? Vẫn đang luyện tập. Tự tính là thầy trò được. Đúng. Vẫn có là mối quan hệ nhưng mà rõ ràng là ngày hôm nay Công Phượng và đồng đội rất nguy hiểm. Sẽ mang hương sắc phù du đến đây. Hernan Crespo là người đánh đầu. Số áo 14 của Quảng Ninh à. Vâng, một tình huống đánh đầu về cầm phả luôn. Rất nhanh. Đang là mùa hè nên là Phượng ở tranh thủ ở nở. Mỗi tội bên kia lại có một ông là ông chuyên gọi là cắt tỉa cây cảnh, đâm ra là Phượng vừa nở ra thì bị Sekni cắt luôn. U lại Phượng này. Không được. Sút từ xa. Vẫn bị cắt rất đơn giản mà thôi. Ôi giời, xin nhá. Đây. Cảm ơn bạn ơi. Vâng, Khap Khun Kha, Toni Kroos hơi nhẹ. Hiền thế nhỉ? Chân rồi đấy. Mà tôi thấy cảm giác như là Griffin đang quá là tận dụng những tình huống cứa lòng nhiều nên có thêm những pha phối hợp. Đúng rồi. Cần Griffin thì có cả mạnh ở trong những tình huống skill nữa và có thể sử dụng những tình huống kỹ thuật của mình để qua người sau đó gọi là phối hợp. Đây là Su Chau ơi, thôi Chau ơi. Đó, vâng, đúng. Cảm ơn. Một đường chuyền có tầm nhưng cú dứt điểm cuối cùng không vượt qua được chính Toni Kroos. Giữ nguyên tỷ số này là Việt Nam chúng ta sẽ thắng chung cuộc trước Thái Lan, đâm ra là không việc gì phải mạo hiểm với cả vội vàng cả. Chúng ta không có gì phải vội cả. Cứ từ từ thôi, cứ bình tõm thôi. Ui. Không được. Đáng đá mà gặp Văn Lâm thì biết đâu. Tiarasin gọi là đáng đá. Anh thì có thể đánh đầu hay ở những cái trận đấu câu lạc bộ. Còn tầm này đối với cấp độ đội tuyển thì hơi khó. Thủ thành Đặng Văn Lang thì có thể thua chứ Đặng Văn Lâm thì không thua được. Riêng Đặng Văn Lắm thì có thể không bắt được chứ Đặng Văn Lâm mà chơi luôn. Rất nguy hiểm. Kinh quá trời. Bạn với Kiatisak và Gullit, bằng hai anh em đánh đầu. Đội bạn chỉ chơi tạt cánh đánh đầu từ nãy đến giờ thôi. Úi giời, Zidane đây mới là đầu này. Rồi. Đấy, đầu không tóc nhưng mà anh là một khi đã đánh thì rất hiểm hóc. Hakimi đã xuất hiện, cầu thủ này sẽ chuyển sang chơi cho Inter mùa giải tới. Ơ kìa. Kiatisak.
vẫn là anh Sắc ơi, hay quá. Zidane, Công Phượng, rất cù từ Roswell. Chậm thôi, đúng rồi, chậm nào. Rồi. Slow motion, rất hợp lý. Rồi, mượt. Hay quá. Hợp lý luôn này. Cứa rồi. Rỉa luôn này. Ôi! Như vậy là chúng ta đã dùng cái chiêu gọi là gậy ông đập lưng ông. Vâng. Chính những chiêu cứa lòng này chúng ta thua ở trận đấu trước, nhưng bây giờ chúng ta đã nhân đôi cách biệt. Mượt nhá. Quá ngọt, phải nói thật, quả ngọt hơn mía lùi. Quá ngọt luôn. Tôi chọn bạn. Tôi cũng cho bạn một cơ hội, tôi chọn bạn. Cho luôn. 2-0 rồi, và bây giờ thì rõ ràng là Khúc Sanam có lẽ nên nghĩ về content tối ngày mai cho YouTube đăng cái gì. Tập này chắc là sao quay vlog và phỏng vấn Grid Evil. Ờ, đúng, có khi sang quay Grid đi. Ừ, sang quay Grid đi. Có view đấy. Còn trong đấy thì các bạn Thái Lan thì các bạn hãy một like và một sub cho kênh của Grid Evil Gamer. Nhanh để được nút kim cương cái. 8.8 triệu rồi, sắp 10 triệu rồi anh em ơi. Vâng, McElroy. Ua, Crespo hay quá, rất chủ động, đó là Chris Level Gamer. Khỏe. Ê, Grid nha, bỏ kiểu đấy đi nha. Anh nhỏ. Ăn thẻ đấy. Ai rồi. Thở không ra hơi, trọng tài thở không ra hơi. Trọng tài chạy đã mệt rồi. Một trận đấu tương đối bão. Cơn bão số 11. Và Zidane có thể sẽ một đường câu bổng vào giữa. Công Phượng bật lại tuyến 2 và một cú sút xa. Tí thì Công Phượng thật đấy. Tí Công Phượng nhưng mà không bật lại. Terasin đang ra. Vẫn là đang ra. Cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản. Kietisak. Tiếp tục là Kietisak. Vâng, hơi khó bạn ơi. Chuẩn bị thay rồi. Hiệp 2 là hai. Hai ông đang đa với ông Tisak là hai ông nắm tay nhau ra sân. Thở bằng chỗ khác, không phải mũi nữa rồi. Đấy, mặc dù là huyền thoại Thái Lan chỉ số to hơn cầu thủ Việt Nam, nhưng cùng vào đá thì mới thấy là chỉ số không giải quyết gì cả. Không phải là vấn đề. Nó phải phù hợp vào lối chơi. Lối chơi, sự bền bỉ nữa. Ronaldo. Thôi. Grid lại thử vận may rồi. Không, cứ như là đánh lô ấy nhỉ. Tưởng là trúng luôn là đặc biệt. Chúng ta xem lại, bóng đã trúng người một cầu thủ của Thái Lan và sẽ có phạt góc. Góc nào cũng cứa được. Riêng Grid fan tầm này là thành Grid cứa rồi. Thật ra lúc đầu bảo hay đá xoạc lắm mà nhỉ. Bảo xoạc nhưng mà lại rất ít xoạc. Tiếp tục một tình huống phạt góc nữa. Nhiều khả năng sẽ phải tạt mạnh hơn một chút. Bóng trúng đầu của Crespo, đánh một phát đập xà ngang. Đấy. Hết rồi. Như vậy hiệp 1 đã tạm khép lại với chiến thắng 2-0. Thay ngay. Bạn lại yêu cầu tạm dừng, chắc chắn để thay Đăng Đa. Thay Đăng Đa với cả Kia Tisuk rồi. Thế luôn. Như vậy là đội bạn sẽ vẫn dùng chiến thuật đấy và chúng tôi tin rằng là hiệp 2 thì Crit có thể ghi thêm được những bàn thắng. Đúng rồi. Và như bây giờ chúng ta cũng phải cẩn trọng hơn ở khâu phòng ngự, bởi vì mặc dù dẫn trước 2-0 nhưng đội bạn có những cái sự bổ sung, những cái nhân tố rất là nguy hiểm ở hàng công. Dô béo. McElroy. McElroy đang đá rồi. Dô béo nhiều khả năng sẽ được tung vào sân. Dô béo LH, người đã tỏa sáng ở trận đấu trước. Và đến thời điểm này thì giúp hay thậm chí là Su Chao đúp lùm. Có lẽ cũng chả có thể nói được gì cả. Và Su Chao này cũng mất cơ hội để được thi đấu với thần tượng của anh ta là Đỗ Hùng Dũng. Đương nhiên là thần tượng trong FIFA rồi. Đây là tại đây, thấy chưa? Đấy, tôi bảo chắc chắn luôn mà. Benzema. Và ba Ben Nadbet sẽ vào sân. Phó chủ tịch của Juventus. Ok. Mới bổ sung thêm Pirlo là huấn luyện viên trưởng luôn. Và Karim Benzema. Ai chà. Ô, đá như kiểu giúp nhỉ. Su Chao. Mà Pirlo cũng lên nhanh phết đấy nhỉ. Rất nhanh. U23 một tuần và sau đó lên đội 1 luôn. Lên đội 1 rất nhanh. Gọi là rất thần tốc. Một phong cách rất giống với kiểu hành quân của Quang Trung Nguyễn Huệ. Ông này đúng kiểu là phải con ông cháu cha mới lên nhanh được như thế. Ơi kìa. McElroy cẩn thận. Cửa đấy. Đấy. Sút ngay mà. Hakimi ngay. Chúng ta có Hakimi rồi. Su Chao bật gọn. Bật gọn luôn. Riêng đối cháo Đặng Văn Lâm mình nhìn khẽ khe, người ta gọi là chú gấu Nga rồi đấy. Gấu Nga. Và hai phát thì nát người. Trời ơi, Công Phượng hay không kìa. Vâng, Đặng Văn Lâm cũng vừa trải qua sinh nhật hôm 13 tháng 8 và ơi, chúc mừng sinh nhật Đặng Văn Lâm. Karim Benzema chọc khe đấy. Ái da. Không được. Quá bạn ơi. Chắc đội này cũng hay nghe Lê Bảo Bình. Thái Lan nghe Lê Bảo Bình rồi. Kiểu thích thì đến, không thì đi. Đấy, kiểu vậy. McElroy. Và về Nedved. Không có gì, chúng ta bắt chết tuyến giữa là hết rồi. Đấy, đội bạn chỉ cứa đấy mà. Đấy, Hakimi ngay. Hakimi hơi khỏe nha. Hakimi cũng là một anh chàng được sử dụng khá nhiều. Đặc biệt anh em nào đang dùng team Color Royale thì Hakimi gần như là bên cánh trái rồi. Sắp tới mà cập nhật thì lại còn dùng được cả cho Inter nữa. Rồi, Inter Milan, xin đừng hỏi luôn. Xin đừng hỏi đấy. Với những Romelu Lukaku hay là Ashley Young này. Rất là bằng căng. Cánh kia thêm một Jordan Lukaku nữa thì hai cánh rẻ quá nhỉ. Đơn giản luôn.
Ôi xin bạn ơi, mình xin bạn ơi. Roswell hợp lý luôn, Ronaldo chọc lên. Thế là thôi rồi, xong rồi. Ta đã xa nhau. Ôi, dòng chạy thẳng nhỉ. Vâng, đã có một chút, chắc là Chris Fan này quen chạy ở công viên buổi sáng. Nó không thẳng, nó phải vòng tròn. Nó hơi vòng. Và khi mà đến cái đoạn vòng là chúng ta phải chạy theo đúng cái vòng đấy. Phải cua, hơi tiếc một chút là Chris Fan hay tập thể dục ở công viên. Có lẽ là công viên Thảo Cầm Viên. Hoặc là tao đàn mày hát. Tao đàn. Vâng, Pavel Nedved. Làm gì đây? Tạt thôi, chúng ta đủ người, không sao cả. Một bắt hai, à hai bắt một nhầm. Nedved, à cứa lòng, Ôi rồi bạn ơi, không phải ai cũng cứa được đâu. Vận may cho nó còn phải hay nữa. Đúng rồi bạn ơi, bạn cứ toàn muốn làm lại không không làm mà cứ muốn có ăn không được. Không được đâu, phải siêng năng, cần cù bù siêng năng. Đấy, ra đời mà bươn trải đi. Đặng Văn Lâm. Mà sau trận đấu này thì tôi cũng dành một lời dành cho các bạn Thái Lan là có thực lực thì thua mới buồn, chứ không có thực lực thì chả sao phải buồn. Đúng không? Không, các bạn không có thực lực chả gì phải buồn. Chả có gì phải buồn cả. Ui đây này đấy. Toni Kroos. Đây rồi. Nhanh quá, Mbappé thì thực sự là cầu thủ có tốc độ tốt và chiếm chỗ rất nhanh. Và cộng 10 nữa chạy chắc chắn là đỏ rực. Rồi ôi, nó gọi là tưng bừng khói lửa luôn. Tưng bừng đấy. Đỏ như tương ớt luôn. Xu chào. Đỏ như màu lẩu Thái tôm yum luôn. Yeah, đây là Son Heung-min. Đánh thôi, đánh nó, đánh đấm nó. Luôn, đấm luôn, Varane ngại gì, Varane ơi. Đấy, đúng rồi. Son. Lại cứa. Nedved lại tìm cách cứa. Ái là chọc rồi, thoáng đấy. Rồi, đây là cơ hội cho đội bạn. Benzema. Ui, Đặng Văn Lâm ơi, Đặng Văn Lâm ơi. Vâng, ngày hôm nay Đặng Văn Lâm đang khiến cho chân sút số 1 của Real mùa giải vừa rồi đang phải tiếc nuối. Và cũng cứa đấy. Nhưng mà Văn Lâm của chúng tôi bảo rằng cứa tầm này em bắt được hết. Em bắt hết. Ui, tay to thế này. Ui, tay, như gấu Nga. Luôn kìa. Nào, cứa nữa thì cho bóng nữa bạn, cho phát cho. Đấy, đấy, cho quả này ghi đấy. Cho quả này ghi nữa đấy. Này thì cứa. Xin nhá. Thôi toang rồi, tầm này Thái Lan toang rồi. Nát bét luôn. Ai à, vâng, lần trước sang phải, lần sai sang trái. Vâng. Chính xác, rất chính xác. Quá chuẩn. Nhưng có lẽ là Chris Fan phải thay người thôi nhỉ, từ đầu đến chưa thấy thay ai. Chris Fan thay đi, thay cho rực rỡ đi. Thôi chết rồi, lên công nhiều quá. Nát bét cho khe này, lại. Ôi, một tình huống lỡ trớn, không sao, chúng ta bắt được hết, bắt hết. Rồi, Đoàn Thuyền đánh cá. Hôm nay chúng ta lại ra khơi. Benzema không được rồi. Việt vị rồi. Việt vị. Đấy. Bảo sao chạy lại cứ né bóng. cứ bỏ bóng ra. Này nhìn chạy này. Bậy này. Này hợp lý quá. Cũng suýt rồi suýt đấy. Tí. Thay người thôi em ơi, thay người thôi Chris ơi. Laporte. Đặc biệt là cái vị trí tiền vệ trung tâm của Rodwell này có lẽ là nên thay này. Rodwell này nhìn nó không well lắm, nhìn hơi bét đấy. Rodbet đây là Su Chao. Rồi. Ôi giời, phút thứ 83 rồi. Rồi, đội bạn cũng có thể đá ra biên và xin thua luôn mà. Vừa nói xong. Bảo rồi mày này. Không thay à? Không hề có sự thay đổi người. Vâng, Chris Fan đấy, người ta gọi là chấp ấy. Chấp luôn. Công Phượng, Ronaldo qua người, chắc chắn luôn. Hợp lý luôn. Roswell, đây là cơ hội để em ghi điểm trước mặt anh đấy nhá. Thôi em không ghi điểm được đâu. Có khi em ghi cái khác. Và về Nedved. Vẫn chưa có một pha nào. À, áp lực lớn rồi. Tôi đang chờ đợi một cái tình huống nào đấy gọi là tổng lực tấn công đến từ đội bạn. Cuối cùng đội bạn cũng tung ra một chiến thuật đó là áp lực lớn và đang tìm kiếm bàn thắng để rút ngắn tỷ số đây. Kiểu nào đấy. Không được, dễ quá, đá thế này thì Chris nhắm một mắt cũng đá được. Chấp luôn mắt. Cánh luôn. Hay quá rồi, Công Phượng. Rồi qua. Phượng ơi. Và ràng hơi to. Ai ơi, to quá. Rồi, thắng rồi. 93. Tầm này cho đội bạn ghi một bàn không sao cả. Cho bàn danh dự đây. Ok đây. Bạn này đi vào sút đây. Tự tin vào sút đi bạn này. Ôi giời, Laporte thi đấu hay thế nhỉ. Đau luôn. Ồ, đau chưa. Ronaldo. Ôi giời ơi. Đây là Kevin Mbappé. Vâng, bu tầm này thì cũng không ăn thua rồi. Và hết giờ. Chúc mừng Chris Fan, chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc trước Thái Lan. Ôi, quá đơn giản, quá nhẹ nhàng. Chúng ta đã có 3 chiến thắng với chỉ một trận thất bại mà thôi. Và các có thể nói là các chiến binh sao vàng thi đấu quá tốt vào nhiệm vụ của mình. Thời điểm này thì đúng rồi, chúng tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài vỗ tay. Hùng Dũng thì sao, khi đã theo dõi 2 trận đấu vừa qua, có cảm thấy ngứa tay, ngứa chân không? Quá tuyệt vời, nhưng mà hôm nay em đã hơi ít. Hôm nay là Chris đá nhiều quá, Chris đá 4 trận. Hơi dỗi đấy, giọng hơi dỗi đã nhiều rồi, hôm nay nhường lại. Giọng thế hơi dỗi nhá, giọng thế là hơi dỗi Chris nhá. Giọng hơi cay Chris đấy. Thế còn Chris thì sao, với chiến thắng chung cuộc của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan thì bạn có muốn gửi một lời nào dành cho các bạn Thái Lan hay không? Đúng rồi. Nói chung thì lúc nào mà các bạn muốn giao hữu tiếp thì bọn mình sẵn sàng. Để lại cho 5-0 luôn cũng được.
Lần sau bọn mình tập nhiều hơn. Chắc chắn là sau ngày hôm nay thì sẽ có nhiều gọi là user của Thái Lan vào kênh của Chris để comment, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng Chris sẽ sử dụng cái sự thân thiện của mình để cười vào mặt, à quên, để cười với các bạn Thái Lan. Cẩn thận nha. Và các bạn cũng đừng quên là một like, một subscribe cho kênh của Chris Evil các bạn Thái Lan ạ, để cho Chris sớm được 10 triệu sub. Sớm đi nha. Các bạn Thái hộ tôi cái để lấy loot kim cương về cho nó nhanh. Lấy loot kim cương về cho nhanh. Vermeet ngày hôm nay có thể nói rằng là cũng được coi là một cái cuộc mà anh ta có thể trả thù được. Giúp ngày hôm nay không thể hiện được tầm ảnh hưởng quá nhiều trong các trận đấu của anh ta. Mặc dù anh ta cũng đã có được giúp họ được một chiến thắng đấy, nhưng mà một nó là quá ít. Không đủ sức được. Cái đấy chắc là có lẽ là giúp thôi chứ không phải là giúp nữa rồi. Là giúp rồi. Đấy. Vermeet có muốn nhắn nhủ gì đến với người đồng nghiệp của mình ở bên kia chiến tuyến không? Thì tháng sau thì giúp có tham gia vào giải quốc tế thì giúp nói riêng và team giúp nói chung sẽ thành công ở giải quốc tế sắp tới. Chúc có vẻ chúc hơi đẻo nha. Cũng đúng rồi, không biết có được đá giải đấy đâu. Tốt đấy. Và một lần nữa thì chúng ta sẽ cùng chúc mừng đội tuyển Golden Star, đại diện của Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Thái Lan. Một lần nữa thì xin cảm ơn Hùng Dũng, cảm ơn Credible Gamer, cảm ơn Vermeet đã có mặt trong ngày hôm nay và mang lại một chiến thắng, mang lại cái sự vui mừng, sự phấn khởi cho tất cả các cổ động viên, các huấn luyện viên của FIFA 24 Việt Nam. Lần nữa cảm ơn các bạn. Còn các bạn khán giả, những bạn đã dự đoán chính xác được cái kết quả của đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan thì hãy chờ đợi, chúng tôi sẽ inbox cho các bạn và tặng quà cho các bạn. Chúng tôi sẽ công bố trên fanpage để tặng quà cho các bạn. Và bây giờ thì có lẽ sẽ là lời chào của tôi, Lê Khôi cùng với cả anh Tuyền Văn Hóa. Xin chào và gặp lại các bạn trong những giải đấu sau của FIFA E-Challenger Series.